Chào cả nhà thân yêu, hôm nay chúng ta thư giãn với không gian của khu resort với chi phí thấp nhất ở Phú Quốc hiện nay nha. Ở đây là bãi đỗ xe công cộng của khu resort Thanh Kiều. Ở vị trí này thì đối diện với bảo tàng cội nguồn trên đường Trần Hưng Đạo và cũng rất là dễ tìm. Con đường này thì nằm ở khoảng giữa của khu resort và được cho phép mọi người đi tự do xuống tắm biển nha. Khu resort này thì được thiết kế theo phong cách chân phương nhà vườn. Vâng, với những ngôi nhà rất đơn giản như thế này nha, nhưng bên trong thì rất là đầy đủ tiện nghi các bạn. Bên cạnh những ngôi nhà cao vút thì lại có những ý tưởng ngược chiều. Với những ngôi nhà ở đây vẫn giữ nguyên sơ nét truyền thống của người địa phương từ bao thế hệ trước. Ở Phú Quốc, nếu nói đến từ resort thì đều có những người bảo vệ hỗ trợ về mặt an ninh. Còn ở đây thì cũng không cần thiết đến đội ngũ bảo vệ, về việc đi lại thì rất là tự do các bạn ạ. Ở Việt Nam của chúng ta, về mặt thu nhập của những người lao động ở mức trung bình trở xuống thì khá là đông. Cho nên mình muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người một nơi nghỉ dưỡng dân dã nhất nhưng vẫn không kém phần lý tưởng. Để những ai có đến với Phú Quốc nếu thích thì cứ đến nơi đây để giảm bớt một phần chi phí cho chuyến đi. Với những con đường ngoằn ngoèo quanh co đầy hoa và bướm. Nếu nói đến từ thành phố biển thì mặt biển là yếu tố quan trọng nhất. Khu resort Thanh Kiều này cũng sở hữu được khoảng hơn 100 mét bờ biển nên cũng thu hút khá là đông khách nội địa đến đây nghỉ đó cả nhà. Ở đây thì cũng rất là rộng, có đến 60 căn resort đơn giản như thế này. Còn về mặt giá nghỉ ở đây thì khoảng tầm trên dưới 900 ngàn trên 24 giờ. Với giá này thì rẻ nhất so với những khu resort khác ở Phú Quốc nha các bạn. Những căn nhà ở đây thì được xây vách bằng bê tông và mái thì lợp ngói và cùng kết hợp với một số vật liệu nhà khác. Hồ bơi nước ngọt này cũng liền kề với bãi tắm. Những hồ bơi nước ngọt ở những nơi khác thì có thu phí, nhưng ở đây thì cũng không có thu phí nha các bạn. Mình cũng mới tới đây lần đầu, nhưng nhìn hồ bơi này thì cũng rất là thích với những hàng dừa soi bóng thật là mát mẻ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video và hẹn gặp lại.